Ok, chào em nhá. Đấy, thì hôm nay anh sẽ quay video này để giải quyết cho các em cái phần bài tập về đồ thị của lực đàn hồi. Thì đấy là một cái chủ đề mà tầm cỡ điểm là của nó là vận dụng ấy, mức độ khó của nó là vận dụng thì vận dụng cao. Đấy, thì đề này học năm 2019 là có một câu, được chưa? Đấy, nên hôm nay anh sẽ giải quyết cho các em những cái vấn đề khó. Thì học xong, xem xong cái video này thì các em sẽ thu được cái gì? Thứ nhất này, là các em sẽ thu được một á, đọc đồ thị của lực đàn hồi điều quan trọng nhất á, là phải biết được chiều của trục OX, được chưa? Chiều của trục OX. Và điều thứ hai đó là cái biến độ nó lớn hơn delta L hay là biến độ nhỏ delta L, tức là như thế nào? Nhìn vào đồ thị là chúng ta sẽ biết được luôn, nhìn vào cái đồ thị là chúng ta biết được luôn chiều của trục OX là hướng lên hay là hướng xuống. Đấy, người ta chọn trục OX nhá, được chưa? Tùy vào toán, người ta chọn trục OX hướng lên hoặc hướng xuống, hoặc là người ta sẽ có thể chọn hướng lên hoặc hướng xuống, hoặc là biến độ lớn hơn delta L, tức là lớn hơn cái độ giãn của lò xo, hay là biến độ nhỏ hơn độ giãn của lò xo, được chưa? Đấy, thì hôm nay là giải quyết hai vấn đề này nhá. Rồi, ok. Thì đầu tiên này, lý thuyết nhá, lý thuyết tí này. Đó là trường hợp ta sẽ có bốn trường hợp xảy ra, được chưa? Đó, bốn trường hợp chính xảy ra. Đó là trường hợp mà con lắc lò xo, người ta chọn trục dương, chọn chiều dương của con lắc lò xo là hướng lên. Hôm trước thì anh có dạy em cái cách nhìn trục đấy. Đấy. Thì đây là vị trí cân bằng này. Được chưa? Đấy. Trường hợp này anh giả sử như là A nó lớn hơn delta L đi, được chưa? Đó. Rồi, nhá. A nó lớn lên delta L, khoan, A bén lên delta L đã. Được chưa? A bén lên delta L đã. Được chưa? Rồi nhá. Thì ở đây là A là cho nhỏ nhỏ đi. A là phân dương này. Để là âm A này. Và delta L á ở trên này. Đúng không? Delta L đây này, đúng không? Delta L đây này. Đó, cái khoảng này là delta L, được chưa? Đó. Và cái delta L này là đang ở phân dương nên là giá trị của nó sẽ là dương, được chưa kém? Rồi, ok. Vậy thì anh nói rồi, đây là vị trí tự nhiên, còn đây là vị trí cân bằng, đúng không? Thì bắt đầu này, bắt đầu từ cái vị trí tự nhiên trở xuống, đúng không? Lò xo giãn ra, còn bắt đầu từ vị trí tự nhiên trở lên là lò xo nén lại. Tuy nhiên vật nó dao động từ trừ A đến A và nó không nằm trong cái vùng nén, nên toàn bộ khoảng thời gian con lắc lò xo dao động là nó luôn luôn giãn, đúng không em? Luôn luôn giãn nhá, luôn luôn giãn. Và chiều của lực đàn hồi, nhớ này, chiều của lực đàn hồi là như nào? Chiều của lực đàn hồi nó là, nhớ này, chiều của lực đàn hồi nhá, ông này này là luôn hướng về vị trí tự nhiên. Cái này buổi lý thuyết của con lắc lò xo là anh đã nói rồi đấy, con lắc lò xo thẳng đứng đấy, thì anh đã nói là chiều của lực đàn hồi là luôn hướng về vị trí tự nhiên, nhớ điều này nhá, luôn hướng về vị trí tự nhiên, nó luôn kéo con lắc lò xo trở về trạng thái mà nó ban đầu ấy, được chưa? Đấy, trạng thái tự nhiên của lò xo nhá. Đây là vị trí tự nhiên này. Trên này là người ta móc vào cái trần nhà này, đó. Và người ta chọn chiều dương là hướng lên, được chưa em? Đây, đây chính là chiều dài tự nhiên của lò xo nhá. Đó, thì này chính là chiều dài tự nhiên của lò xo. Và đây là vị trí tự nhiên. Lên trên này là nét, xuống dưới này là giãn, được chưa? Đó. Và khi mà con lắc lò xo nó di chuyển từ trừ A đến A thì lực đàn hồi luôn hướng về vị trí tự nhiên, tức là luôn hướng về gì ấy? Cùng chiều dương, được chưa? Đấy, lực đàn hồi luôn hướng về cùng chiều dương. Đây là lực đàn hồi, được chưa? Lực đàn hồi. Bất kỳ ở điểm nào trên cái trừ A đến A, lực đàn hồi luôn hướng về chiều dương. Cho nên trong cái khoảng này này, trong cái khoảng từ đây đến đây này, được chưa? Thì lực đàn hồi, ép đàn hồi luôn luôn dương, được chưa? Ép đàn hồi luôn luôn dương. Và ta biết ép đàn hồi á, cái đồ thị của nó, được chưa, là một đồ thị dao động tuần hoàn không điều hòa, được chưa? Không điều hòa nhá, không điều hòa đó. Tuần hoàn là nghĩa nhân nó dao động theo kiểu hình sin như này này, đúng không? Nó dao động hình sin nhưng nó không điều hòa, nghĩa là không đối xứng qua cái trục trục tế này, được chưa? Đấy, ta biết là x là đại lượng dao động điều hòa, là nó sẽ dao động
đối xứng xung quanh cái tế này. Nhưng cái lực đàn hồi nó khác, nó là có tuần hoàn thật, thấy chưa? Tức là cũng dạng hình sin thật, nhưng nó sẽ không đối xứng quanh cái trục này, thấy chưa? Và trong trường hợp này này, lực đàn hồi là dương hoàn toàn, được chưa? Dương hoàn toàn nhá, dương hoàn toàn. Nên là trục OX là phải chọn là hướng thẳng đứng lên trên. Đó. Dương hoàn toàn nhá. Vậy thì lực đàn hồi đồ thị này nó là nằm tất cả những cái điểm trên này đều nằm hoàn toàn trên trục tế luôn, được chưa? Tất cả những cái điểm này đều nằm ở phần dương hết. Được chưa? Đều nằm ở phần dương hết. Cho nên chúng ta mà gặp đồ thị như này, được chưa? Thì chúng ta kết luận luôn cho anh đó là trục OX hướng lên, không bao giờ trục OX hướng xuống được. Bởi vì tất cả những cái điểm ở trong này, đúng không? Tất cả những cái địa vị trí trong này, từ A đến A, thì lực đàn hồi luôn kéo về vị trí tự nhiên. Và vì vì nó cùng chiều với trục OX, thấy chưa? Vì nó cùng chiều với trục OX, nên lực đàn hồi luôn luôn dương và đồ thị của nó như này. Được chưa? Đó, đồ thị của nó như này. Tiếp theo này, đây là trường hợp thứ nhất, đó là trục OX hướng lên và A nhón delta L nha. A nhón delta L. Được chưa? A thì nhón delta L. Tiếp theo trường hợp thứ hai này. Trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai vẫn là trục OX hướng lên, được chưa? Trục OX hướng lên. Thì đó anh sẽ bay cho kèm cái mèo để mà nhớ. Đấy. Và trường hợp này là A lớn lên delta L đi, được chưa? Đó. A lớn lên delta L, A đây. Đây là âm A. Vì delta L nó nhỏ A nên là delta L nó nằm trong vùng này. Và đây là vị trí tự nhiên. Và đây là vị trí cân bằng. Bắt đầu từ vùng này là nén. Từ vùng này là giãn. À, như vậy là lực đàn hồi, đúng không? Đây là trục OX, tròn chiều dương là hướng lên. Như vậy lực đàn hồi này có một cái khoảng thời gian này, đấy là cái vị trí này này, là một vị trí rất là đặc biệt, được chưa? Đấy, nó là ranh giới. Ranh giới để lực đàn hồi nó đổi chiều. Bởi vì nó luôn hướng với cái này nha. Lực đàn hồi luôn hướng với cái này. Tức là sao? Tức là sao các em? Tức là từ vùng này này, được chưa? Từ vùng từ đèn lơ đến trường ái, được chưa? Thì lực đàn hồi luôn có xu hướng kéo về cái điểm này, kéo về cái điểm này. Đó. Bất kỳ điểm nào đến đây nhá, nó luôn có xu hướng là kéo vật về cái điểm này. Vậy thì trong trường hợp này, từ đèn lơ đến trường ái là lực đàn hồi luôn dương, được chưa? Lực đàn hồi luôn dương. Và nếu như nó di chuyển từ vị trí này này, từ đèn lơ đến A, được chưa? Thì lực đàn hồi như nào các em? Lực đàn hồi luôn âm, được chưa? Lực đàn hồi luôn âm, bởi vì nó kéo vật về đây, mà kéo vật về vị trí tự nhiên là ngược chiều dương, mà ngược chiều dương thì giá trị của lực đàn hồi luôn luôn âm, được chưa? Luôn luôn âm, nha. Rồi, ok. Như vậy, cái đồ thị của nó là như nào? Như đây. Như đây. Nó sẽ như này các em này, kiểu kiểu như này. Đó. Đó. Được chưa? Được chưa? Đây là lực đàn hồi này. Và thời gian t, được chưa? Rồi. Tại sao nó lại mấp mé kiểu kiểu như này mà không phải là đối xứng? Các em nhìn đây. Cái khoảng mà có một cái phần mà nó nhô lên hẳn lên, được chưa? Có một phần cũng nhô hẳn nhô xuống, nhưng mà cái phần nhô xuống thì ít hơn phần nhô trên, nhô lên, được chưa? Thì cái phần mà nhô lên cao như này, được chưa? Thì các em nhìn này, đó chính là cái phần mà lò xo đang giãn, được chưa? Lò xo đang giãn, bởi vì các em biết là cái khoảng thời gian lò xo giãn này, cái đoạn này này luôn dài hơn cái đoạn nén, đúng không? Luôn dài hơn đoạn nén, nhớ nhá. Đấy, đoạn giãn luôn luôn dài hơn đoạn nén, được chưa? Đoạn giãn luôn luôn dài hơn đoạn nén, cho nên cái chỗ nào mà cao hẳn lên đấy, được chưa? Cao hẳn lên đấy thì đó chính là đoạn giãn, được chưa? Còn cái đoạn nhô có vị trí nhô xuống thì đó là đoạn nén, được chưa? Đó là đoạn nén nha. Đấy, thì trường hợp này là A lớn hơn delta L. Đấy, A lớn hơn delta L. Tại sao đoạn giãn là dương, được chưa? Tại sao đoạn giãn là dương mà nó không tụt xuống kiểu như này? Không tụt xuống kiểu như này. Đây đây, vẽ anh sẽ vẽ nhé. Đâu nhỉ? Tại sao nó không tụt giãn xuống đây? Đây là trục T. Tại sao nó không tụt xuống đây? À, tại sao nó lại không tụt xuống đây? Là bởi vì sao các em?
Bởi vì sao nào? Cái như này, cái phần giãn đấy, được chưa? Là ép đàn hồi như nào? Dương, được chưa? Phần giãn ép đàn hồi dương, đúng không? Mà ép đàn hồi dương là chiếm phần nhiều, phần lớn, được chưa? Cái khoảng ép đàn hồi dương á, được chưa? Là nó chiếm phần lớn. Trong cái đoạn từ trừ A này nó là ép đàn hồi dương là chiếm phần lớn. Còn ép đàn hồi âm là chỉ chiếm một phần nhỏ. Được chưa? Nên các em nhìn vào cái đồ thì là các em biết này. Cái phần âm này. Được chưa? Là chính là cái phần nén. Còn phần dương chỉ là phần giãn. Có phải đúng là phần dương là chiếm phần nhiều không? Chiếm phần nhiều chứ. Đúng không? Chiếm phần nhiều đúng không? Chiếm phần nhiều tức là ở đây là phần giãn, được chưa? Và cái phần giãn này đang dương này. Bởi vì lực đàn hồi đang kéo vật về vị trí tự nhiên. Nên là lực đàn hồi đang dương, được chưa? Đấy. Cho nên ông nào mà gặp cái đồ thị kiểu như này mà phát biểu là OX hướng xuống thì chặt tay nha, được chưa? Ok nha. Đó. Nhìn phát đồ thị này, được chưa? Nó dâng lên cao là chắc chắn OX hướng lên, được chưa? Đó. Rồi. Có một cái mèo nhớ đấy, từ từ. Cái mèo nhớ đi từ từ. Đây. Thực ra thì trong quá trình làm á, được chưa? Trong quá trình vẽ chắc các em cũng tự rút ra được cái mèo. Để nhìn được nó biết là ô hướng lên hay hướng xuống. Đây trường hợp thứ ba ta sẽ vẽ ô hướng xuống nha, trường hợp ô hướng xuống. Đây là vị trí cân bằng ô này. Đây anh vẫn lấy trường hợp a lớn lên delta l đi, được chưa? A lớn lên delta l. Ở đây là delta l, đây là sẽ là ấm má đúng không các em? Bởi vì A đang ở phần dương, à, âm, được chưa? A đang ở phần âm. Delta L ở chỗ này. Đây sẽ là trừ delta L, được chưa em? Trừ delta L nhá. Đó. Được chưa? Delta L lúc này là âm rồi này, đúng không? Và đây là A. Rồi, thế vậy cái đồ thị lúc này nó như thế nào? Đồ thị lúc này là như thế nào? Như đây. Về đây. Rồi. Đồ thị lúc này nó như thế này các em này. Đấy nhá. Đây là phần này, phần phần giãn này, đúng không? Vị trí tự nhiên này, vị trí cân bằng này. Đó, phần này phần giãn và phần này phần nén, đúng không? Rồi thì sẽ có hai trường hợp xảy ra này, cũng giống như phía trên này, đúng không? Đấy, thì kém lưu ý này, cái trường hợp này lúc này là ép đàn hồi như nào? Ép đàn hồi là kéo ngược trở về vị trí tự nhiên. Ép đàn hồi ở chỗ này từ lúc này là đi, nó kéo ngược về đây, tức là lực đàn hồi lúc này có chiều như nào? Ngược chiều dương. Ngược chiều dương thì lúc này lực đàn hồi âm, được chưa? Như phần giãn sẽ chiếm là phần âm, được chưa? Phần giãn là phần âm nha. Phần giãn thì lực đàn hồi âm, còn phần nén thì ngược lại, đúng không? Phần nén là lực đàn hồi sẽ kéo vật về vị trí tự nhiên, kéo vật về vị trí tự nhiên. Nó cùng chiều dương thì giá trị của nó là dương, được chưa? Nên bắt đầu từ cái khúc này ép đàn hồi như nào? Ép đàn hồi dương, được chưa? Ép đàn hồi dương. Như vậy phần giãn là phần âm mà phần nén là phần dương. Như vậy thì nén nó có một tí lèo lèo thôi, được chưa? Phần nén này, như vậy ta sẽ vẽ đó đó, kiểu kiểu như này cái này, được chưa? Kiểu kiểu như này, nén chỉ có một nhố lên một tí lèo thôi, được chưa? Nhố lên một tí lèo thôi nha, nhố lên một tí lèo thôi đó, nhố lên tí. Đây là ép đàn hồi, được chưa? Đây là đây. Đó. Rồi, thì các em thấy là cái phần giãn là phần này, phần giãn luôn luôn là nhố to ra, được chưa? Nhố to ra đó là phần giãn. Và các em nhìn này, phần giãn này đang âm, được chưa? Phần giãn này đang âm. Âm tức là ngược chiều với trục OX, được chưa? Ngược chiều với trục OX thì đấy có đúng là phần giãn này này, và nó ngược chiều được trục OX không? Còn nếu mà ông đang phát biểu cái này mà trục OX đi lấy nó sai hoàn toàn. Được chưa? Sai bản chất hoàn toàn. Đó. Ok không? Ok quá, đúng không? Ok quá. Được chưa? Rồi. Thì trường hợp thứ tư, được chưa? Trường hợp thứ tư. Trường hợp thứ tư này. Bốn. Trục OX vẫn hướng xuống, được chưa? Và cái biên độ A lúc này, đúng không? Là bén delta L. Được chưa? Bén delta L. Rồi ok, đây sẽ là âm A. Âm delta L nằm trên và A nằm dưới. Được chưa?
Đó. Theo thứ tư này, A nhỏ Nendeler nhá. Nendeler dài hơn, được chưa? Và đây là vị trí tự nhiên. Và đây là vị trí cân bằng. Được chưa? Và lúc này là cái phần này là phần giãn hoàn toàn này, đúng không? Và nó vì nó dao động trong khoảng từ từ A đến A nên nó không không như nào này, không không nén, đúng không? Không nén. Nó hoàn toàn không nén nha các em nhá. Và toàn bộ phần nén này lực đàn hồi như nào các em? Toàn bộ phần nén này thì lực đàn hồi như nào? Lực đàn hồi âm. Được chưa? Lực đàn hồi âm. Vì sao các em? Lực đàn hồi kéo vật về vị trí tự nhiên nên là nó ngược chiều của ta tròn. Đấy, ngược chiều OX của ta tròn nên là lực đàn hồi lúc này âm. Tất cả mọi mọi giá trị của lực đàn hồi lúc này nằm ở dưới, ở phía dưới phần âm hết, được chưa? Phần âm hết nha. Đây. Được chưa? Đó. Tất cả mọi giá trị của đèn lực ép đàn hồi đều nằm ở phần âm hết nha. Đều nằm ở phần âm hết nha. Đều nằm ở phần âm hết. Được chưa? Nó tụt hẳn xuống, được chưa? Nó tụt hẳn xuống, được chưa? Nó tụt hẳn xuống. Và lúc này là A như nào? A bén đèn L. Được chưa? A bén đèn L. Đó, đúng không? Tất cả bản chất nằm trong bốn trường hợp này, được chưa? Tất cả bản chất nằm trong bốn trường hợp này. Nha. Bản chất nó nằm trong bốn trường hợp này. Vậy có một cái mèo để các em nhớ được là trường hợp nhìn phát là nhìn phát thôi là mình biết được là cái nhìn vào đồ thị này biết được là trục OX hướng xuống hay hướng lên luôn, thấy chưa? Mèo nhớ này, mèo này, đó là gì? Đó là gì? Đó là khi mà trục OX hướng lên đấy, được chưa? Thì nó đẩy cái đồ thị cao hơn, kém tưởng tượng cái trục OT này này, thấy chưa? Là cái mặt nước, thấy chưa? Mặt nước. Cái trục OX này, cái trục OX này nó đẩy cái đồ thị lên. Khi mà đồ thị ở trên cao thì chứng tỏ là có một cái gì đó nó đẩy lên. Vậy thì ta sẽ suy ra được trục OX hướng lên để đẩy cái đồ thị lên, được chưa? Đó. Cái trường hợp này nó thấp hơn một tí nhưng mà nó tóm lại là nó vẫn nổi lên trên mặt nước, đúng không? Nó vẫn nổi lên, được chưa? Đó. Nó vẫn phân nổi nhiều hơn, được chưa? Nổi nhiều hơn. Như vậy phải có cái gì đó đẩy lên, được chưa? Đó. Thế bây giờ trường hợp này đồ thị nó lại lăn xuống, đúng không? Nó lại lăn xuống. Như vậy trục OX là hướng xuống, được chưa? Đó. Trường hợp này là nó lọt hẳn xuống, như vậy là trường hợp này là trục OX hướng xuống, được chưa? Vậy thì đó là cái mèo để xác định được luôn trục OX hướng xuống hay hướng lên. Trục OX hướng như nào? Hướng như thế nào? Đó là nó chìm hẳn xuống, đúng không? Hoặc là nổi lên. Nổi lên. Thì OX hướng lên, được chưa? Còn lăn xuống thì OX hướng xuống. Hướng xuống, được chưa? Đó. Rồi nhá, được chưa? Thế bây giờ làm sao để xác định được A nhỏ hơn delta L? Nhìn một phát đồ thị biết luôn A lớn hơn delta L hay nhỏ hơn delta L. A lớn delta L hay A bé delta L? Nào, bây giờ mình là phần hay này. A lớn hơn delta L và A bé delta L. Được chưa? Đó. Rồi. Thì bây giờ này là cái vị trí tự nhiên là một vị trí rất là quan trọng trong con lắc lo xo thẳng đứng, được chưa? Đó như là một đứa con gái ấy, được chưa? Con biên độ là như một đứa con trai nha. Cứ tưởng tượng như thế, vị trí tự nhiên như một đứa con gái và A như một đứa con trai. Đó. Kiểu như A đang theo đuổi con delta L ấy, được chưa? Đó. A là anh chàng ấy, L là gì đó chả biết nha. Rồi, ok. Vậy thì có một cái điều đặc biệt này. Đó là khi mà lực đàn hồi ấy, được chưa? Nó vượt qua được vị trí tự nhiên, được chưa? Vượt qua được vị trí tự nhiên là nó lực đàn hồi sẽ đổi chiều, đúng không? Nó sẽ đổi chiều. Khi mà nó vượt qua được vị trí tự nhiên là nó đổi chiều. Được chưa? Từ âm sang dương hoặc từ dương sang âm. Tóm lại cái vị trí tự nhiên là vị trí mà lực đàn hồi nó sẽ thay đổi, được chưa? Lực đàn hồi nó sẽ thay đổi. Ví dụ yếu cái con delta L này là anh chàng này sẽ thay đổi, được chưa? Thay đổi tính nết nha. Đấy. Khi mà A vượt qua được delta L, được chưa? Là coi như là lực đàn hồi nó sẽ thay đổi về dấu, được chưa? Đó là như thế. Vậy thì trong trường hợp này là A chưa vượt qua được delta L này là coi như là ép đàn hồi dương cả, đúng không? Dương cả. Đấy. A vượt qua delta L là có nó một phần âm một phần dương này,
Được chưa? Thế phân ấm với phân dương này rất là đặc biệt này. Đây, thì ranh giới để cái vị trí tự nhiên, cái vị trì tự nhiên chính là ranh giới để cái lực đàn hồi đổi dấu. Được chưa? Thế nó đổi dấu ở vị trí nào? Nhìn vào cái đồ thị này, ta sẽ thấy là lực đàn hồi sẽ đổi dấu ở vị trí nào. Đó là cái em nhìn này. Đó là đổi dấu ở những cái chỗ này. Đấy là dương, sau đó nhảy sang âm. Ồ, sau đó là âm, sau đó nhảy sang dương, sau đó là dương, sau đó nhảy âm. Được chưa? Như vậy cái trục OT này này chính là cái vị trí tự nhiên của lò xo. Được chưa? Đấy chính là vị trí tự nhiên các em ạ. Đấy, đây chính là vị trí tự nhiên nha. Đó chính là vị trí tự nhiên. Và delta L nằm ở đây nha, delta L nó nằm ở đây. Được chưa? Delta L nó nằm ở đây. Với cái trường hợp này, đúng không? Cái đồ thị nó chưa chạm được đến delta L, được chưa? Chưa chạm được đến delta L thì anh chàng A này vẫn bẻ thua delta L, được chưa? Bẻ thua delta L. Chưa chạm được đến cố đang delta L thì A vẫn bẻ thua delta L. Trường hợp này A lớn hơn delta L. Ok, nó chạm được đến delta L tức là A đã thắng được Conan, đúng không? Đã thắng được cảm tình của Conan, đã lấy được cảm tình của Conan delta L nên nó vượt qua, được chưa? Đó, thì trường hợp này như nào? Không cần nhìn bên này, đúng không? Đó, A nó chạm được chưa? Nó vượt qua được, kiểu kiểu mé mé như này nó sẽ vượt qua được. Nha, vượt qua được, thấy chưa? Đó. Nó vượt qua được nhá, vẫn vượt qua được. Đó. Trường hợp này A không chạm được đến delta L, được chưa? Cái ngưỡng của delta L như kiểu một đứa con gái. Ông này không chạm được, thế này không chạm được, dưới này không chạm được là A sẽ nhón delta L, được chưa? Đó, thế này và dưới này là A sẽ nhón delta L. Mà chỉ cần vượt qua một tí thôi, được chưa? Là A lớn hơn delta L. Kiểu kiểu như thế. Nha. Đó. Vậy thì ta sẽ rút ra này. Nếu mà A mà đồ thị mà nằm ở trên cao hoặc xuống thấp, được chưa? Đấy, nói chung là chưa chạm vị trí tự nhiên thì suy ra đồ thị chưa chạm vị trí tự nhiên thì A như nào? Bẻ thua delta L. Chưa chạm được cố năng là A phải nhỏ thua delta L. Thế chạm rồi thì sao? Chạm rồi, chạm vị trí tự nhiên rồi, tức là vượt qua vị trí tự nhiên rồi cũng được, thì A sẽ lớn delta L. Đó, các em thấy cái trường hợp này không? Đó, trường hợp này là A chưa vượt qua được nhá, thì A sẽ nhỏ hơn delta L, hiểu chưa? Rồi, ok, tất cả những cái vị trí này đều là vị trí tự nhiên hết, vị trí tự nhiên hết, hiểu chưa? Rồi, thế bây giờ ví dụ như thầy cô mà hỏi các em này, thầy cô mà hỏi các em này, thế cái vị trí này là vị trí gì? À, vị trí này là vị trí gì? Vị trí này là vị trí gì? Vị trí A hay âm A, được chưa? Vị trí A hay âm A nhá, vị trí A hay âm A. Tất cả những vị trí này ép đàn hồi đều dương nhá, được chưa? Và chỗ này là ép đàn hồi mắc. Ép đàn hồi mắc. Đồ lớn ép đàn hồi mắc khi mà nó giãn nhiều nhất, đúng không? Nó giãn nhiều nhất là phải biến âm. Được chưa thầy? Biến âm. Nhá, chỗ này là vị trí tự nhiên. Để ta lờ. Rồi, đây chắc chắn là biến âm. Đúng không? Biến âm. Rồi, thế chỗ này thì chắc chắn là biến dương. Đúng không? Biến dương đây. Và nó giãn từng này nhá. Thì đây chính là cái vị trí mà lực đàn hồi nhỏ nhất này. Đó. Đây là biến âm. Nếu mà chiếu theo cái trục OX ấy, được chưa? Thì đây là biến âm. Cái vị trí này sẽ biến âm. Rồi. Thế ở giữa biến âm và biến dương là cái gì? Ở giữa với biến âm và biến dương đó là ta thường quên mất cái này. Đó là vị trí cân bằng, được chưa các em? Đây, cứ đối cái đồ thị này ra chính là vị trí cân bằng ở đây. Vị trí cân bằng O. Nha. Vị trí cân bằng O sẽ nằm ở đây luôn. Được chưa? Và theo đúng thứ tự này. Theo đúng thứ tự từ trên xuống này. Vị trí tự nhiên này. Được chưa? Rồi là vị trí biến dương này. Đúng không? Đúng không? Rồi. À anh nhầm, Việt nhầm chỗ này nhá. Đấy là biến dương nhá. Rồi. Theo đúng thứ tự này, vị trí tự nhiên này. Đúng không? Rồi biến dương này. Đúng không? Rồi vị trí cân bằng này. Rồi biến âm. Nó theo đúng cái thứ tự như thế luôn. Đó, nó theo đúng cái thứ tự như thế luôn. Được chưa? Đó. Vậy thì mình chỉ cần biết được đấy là chiều nào, được chưa? Thứ nhất là mình sẽ biết được chiều nào. Mình kèm điền vào các vị trí đây này. Tí nữa vào bài cụ thể sẽ nói, hoặc là nhìn vào đây. Đây, nhìn vào đây này. Ví dụ người ta hỏi đây là vị trí nào? Đây là vị trí nào?
Đó, đấy chắc chắn là vị trí delta L rồi, được chưa? Delta L rồi. Nhá, delta L rồi. Thế vị trí này là vị trí gì? A hay là âm A hay là vị trí cân bằng? Thì các em nhớ là cái vị trí cân bằng là cứ đối cái đồ thị này nè. Được chưa? Cứ đối cái đồ thị này nè. Thì đây chính là vị trí cân bằng. Ô, được chưa? Vị trí cân bằng ô. Còn đây là biên dương hay biên âm? Thì các em nhìn đây này. Trục OX là hướng xuống. Được chưa? À, trục OX là hướng lên, được chưa? Nó nổi lên là hướng lên, được chưa? Đó, trục OX hướng lên. Thì delta L là dương, được chưa? Delta L dương nhá, delta L dương. Nếu mà delta L âm thì ta ghi đây âm delta L. Được chưa? Vậy đây chắc chắn là vị trí gì? À. Delta L dương thì đây là biên dương luôn, gần với số dương là biên dương. Còn đây là âm A luôn. Đúng không? Đó là cách xác định rất là nhanh. Đó, ta chỉ cần biết nha. Nói chung các em chỉ cần biết như này này, trục OX hướng lên hay hướng xuống, che cái hình này đi, được chưa? Che cái hình này, quá trình tư duy này, quá trình tư duy này. Đó là các em nhìn cái hình này nó nổi lên hẳn lên nào, nổi hẳn lên mặt được, được chưa? Nổi lại hẳn lên. Vậy thì chắc chắn trục OX hướng lên. Được chưa? Trục OX hướng lên. Vậy thì delta L đúng không? Delta L nó nằm ở phần dương, được chưa? Tức là đấy là dương delta L. Vậy thì ở vị trí này là âm A hoặc là dương A, đúng không? Âm A hoặc dương A. Thì chỗ này sẽ là A bởi vì nó chắc chắn là dương A. Thì bởi vì đấy là dương delta L mà. Đợi, vậy đấy sẽ là âm A, được chưa? Đó. Nếu mà chiếu theo cái trục của lý đồ ấy, đây là trục của lý đồ ấy, đúng không? Đó. Rồi thế bây giờ này, tiếp tục này, ta lại tiếp tục nha. Đấy chính là vị trí tự nhiên đúng không? Vị trí delta L. Được chưa? Trừ delta L hay delta L. Nào, nhìn đây. Cái đồ thị này nó chìm xuống thì trục OX hướng xuống, đúng không? Trục OX hướng xuống. Vậy thì delta L nó nằm ở trên này là trừ delta L. Được chưa? Trừ delta L âm. Được chưa? Âm. Vậy thì đấy là vị trí cân bằng cái này. Vị trí cân bằng là ở giữa này nhá. Vị trí cân bằng O, được chưa? Vị trí cân bằng O. Và vậy thì cái thằng này là biến dương hay biến âm nào? Nó gần với âm delta L thì đấy là âm A và đấy là chắc chắn là gì? Chắc chắn là A. Đó, đúng không? Ví dụ người ta hỏi đây là lý đồ dương hay âm thì các em chiếu sang cái này. Đúng không? Chiếu sang cái này. Thì cái phần này là âm đúng không? Đó, ta chiếu sáng thì ta thấy nó nằm ở bên này. Thì bên này là trở đi là phần âm đúng không? Phần âm của trục OX. Và đây là phần dương của trục OX. Chiếu sang cái là xong. Ví dụ này, đây. Điểm này chiếu sang cái là lý đồ dương, được chưa? Đó, đúng không? Rồi thế bây giờ hỏi này. Hỏi này, cái vị trí này ví dụ đây là thời điểm ban đầu đúng không? T bằng 0 rồi đấy. Thế thì phá ban đầu của nó là bao nhiêu nào? Phá ban đầu của nó là bao nhiêu? À, phá ban đầu nó sẽ chiếu lên đây, đó là vị trí âm A, đúng không? Âm A. Mà vật đang ở vị trí biến âm thì ta sẽ là phá sẽ là pi hoặc là trừ pi cũng được, được chưa? Đó. Được chưa? Rồi. Ok nha. Thế trường hợp này thì sao? Đó, trường hợp này thì sao? Trường hợp này vị trí delta L, được chưa? Delta L như nào? Âm hay dương nào? Trục OX này nhìn xuống này, đồ thị đang chìm xuống chứng tỏ trục OX phải hướng xuống, được chưa? Trục OX phải hướng xuống. Vậy thì delta L đấy là vị trí cân bằng thì delta L luôn luôn nằm ở trên này, được chưa? Luôn nằm ở trên. Vậy thì delta L nó nằm ở phần âm thì ta ghi đây là âm delta L, được chưa? Âm delta L. Và đấy là vị trí cân bằng này. Ta chia đối cái đồ thị này là đây là vị trí cân bằng. Vậy thì đấy sẽ là biến gì các em? Biến âm, được chưa? Và đây là biến gì? Biến dương nha. Biến dương nha. Đó, biến dương. Đúng không? Bởi vì đấy là phần âm mà, được chưa? Từ đây là đi là phần âm, bởi vì ta biết là đấy là âm delta L, được chưa? Đó, xong chưa? Rồi. Đó là cái cách mình sẽ xác định được cái chiều của nó. Cái vị trí của nó. Tức là từ cái đồ thị dao động điều hòa ta có thể quy được về đồ thị của dao động cơ bình thường, được chưa? Dao động cơ bình thường nha. Anh ví dụ này, một ví dụ như sau, được chưa? Một ví dụ như sau, đó là cho đồ cứng K bằng 10 newton trên mét, viết phương trình dao động nha, viết phương trình dao động. Thì các em nhìn xem này, cái đồ thị này đang nổi lên hay là chìm xuống? Được chưa? Nổi lên hay chìm xuống? Nó nổi lên hoàn toàn, đúng chưa? Nó nổi lên hoàn toàn thì chứng tỏ chiều dương của trục OX phải hướng lên. Được chưa? Chiều dương của trục OX phải hướng lên. Và các em nhìn xem này. Cái đáy của nó chạm được delta L luôn, được chưa? Đáy của nó chạm được luôn delta L, được chưa?
đáy của nó tràn được luôn delta L, tức là được đa nôi cực tiểu bằng không, tức là nó nằm tại vị trí tự nhiên luôn, thấy chưa? Đây chắc chắn là vị trí delta L tự nhiên nha. Thế trừ đây là trừ delta L hay delta L các em? Như đây, trục OX hướng lên thì delta L nằm trên này, chắc chắn delta L dương, được chưa? Đây là cộng delta L nha. Đó. Và trường hợp này là biến âm luôn. Được chưa? Đó. À nhầm, mà đây là biến dương nhá, biến dương nhá. Đó. Đây là cái vị trí cân bằng luôn này, bởi vì cái đoạn này là trung điểm luôn, chia đôi ra luôn. Đây chính là vị trí cân bằng O. Nhá. Vị trí cân bằng O. Vậy thì đây sẽ trùng ngay vào biến dương và đây sẽ là biến âm nhá. Đó. Được chưa? Rồi. Ok. Vậy thì tại vị trí ban đầu là vật đang ở biến 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 âm, được chưa? Biến âm. Nha. Người ta yêu cầu viết phương trình dao động thì chúng ta cần phải có x bằng a cột của omega t cộng với phi. Được chưa các em? Omega t cộng với phi. Đó. Được chưa? Rồi nhá. Vậy thì các em nhìn xem này. Là khi mà a bằng delta l, được chưa? Đó, khi mà a bằng delta l. Và cái lực này là lực đàn hồi cực đại này. Khi mà lực ở đàn lực điểm vật đang ở biến âm thì lò xo giãn cực đại và lực đàn hồi đúng là cực đại luôn, được chưa? Và lực đàn hồi lúc này là bằng 2, được chưa? 2. Và công thức của nó là K nhân với độ giãn, anh em lấy độ lớn nha. K nhân với độ giãn. Thế nó giãn là phải so với vị trí tự nhiên đúng không em? Đấy. Chính là đoạn này này, mà đoạn này chính là 2A. Được chưa? 2A. Mà K đang 10 đúng không? K đang 10. Vậy thì A sẽ bằng, thay vào đây 10 này, 1 chia 10 là 0,1, 0,1 mét. Tức là bằng 10 cm, đúng chưa? 10 cm. Vậy suy ra delta L cũng bằng 10 luôn, được chưa? Delta L bằng 10 luôn. Vậy các em tính omega được không? Omega chính bằng g chia cho delta cắn của g chia cho delta L, đúng không? Omega cắn của g chia delta L. Vậy g chỉ là 10 đi. Delta L là bằng 0,1. Nhớ là đổi phải đổi đơn vị nha. Cắn của 10 chia 0,1 nào. Đó là cắn 10 luôn à, à bằng 10 luôn à. Được chưa? Đó. Đúng chưa các em? Delta L bằng 10 này. Đúng không? Đó. Vậy thì thay vào chỗ này là G là 10, đúng không? G là 10 chia cho 0,1. Đúng chưa? Và cắn ra thì nó là 10. 10 radian trên giây. Vậy suy ra x bằng, nào phá ban đầu của nó là bao nhiêu nào? Ta còn thiếu phá ban đầu nữa. Thời điểm ban đầu thì vật đang ở biến âm, đúng không? Biến âm. Vậy thì phá ban đầu sẽ là pi hoặc là trừ pi, được chưa? Ở đây anh sẽ lấy là pi nhá. Phá đang vật đang nằm ở biến âm, được chưa? Biến âm là phá là pi, được chưa? Vậy thì ở đây ta sẽ viết được phương trình của nó là x bằng 10 cột của 10t cộng với pi, được chưa? 10t cộng với pi nhá. Đấy. Rồi. Xong nha. Đấy. Trường hợp này là một trường hợp khá đặc biệt. Ok chưa? Bây giờ này là ví dụ số 2, được chưa? Ví dụ số 2. Nào, các em nhìn xem thử đồ thị này trục OX hướng lên hay hướng xuống? Trục OX hướng lên hay xuống? Đồ thị đang nổi hẳn lên, đúng chưa? Đồ thị đang nổi hẳn lên thì nó sẽ trục OX phải hướng lên để đẩy cái đồ thị lên. Trục OX phải hướng lên và đẩy cái đồ thị lên. Và trong trường hợp này các em biết được luôn là A như nào? A bén delta L bởi vì chưa chạm được đến cố năng delta L. Đó. Thực ra thì A để bén delta L hay lớn hơn delta L nó không quan trọng bằng việc xác định trục đâu. Để hướng lên hướng xuống đâu. Vị trí này chắc chắn là vị trí của vị trí tự nhiên rồi. Thế delta L là chỗ này là âm hay dương nào? Trục OX hướng lên. Đây là vị trí cân bằng. Delta L luôn luôn nằm trên. Được chưa? Vậy thì delta L nó lớn hơn không, được chưa? Vậy thì đây là dương delta L. Và theo thứ tự như thế nào? Đấy chính là vị trí cân bằng này. Nó chia đôi cái đồ thị này ra chính là vị trí cân bằng. Đây là vị trí cân bằng O.
Vậy thì ở đây chắc chắn là dương A, biên dương, và đây là biên âm. Đó, rất là đơn giản thôi. Vậy thì các em nhìn xem. Tí nữa anh sẽ có một cái bài, đó là cái bài mà đề đại học 2019 á, là cái điểm này không đặc biệt như này đâu này. Điểm này nó trùng với biên âm là đặc biệt nhá. Còn đề đại học 2019 nó không đặc biệt đâu. Do anh không chuẩn kịp chuẩn bị, anh quay liền nên là anh không kịp in hình. Nên anh phải vẽ bằng tay, thông cảm nhá. Rồi, ok. Thì bây giờ ta cũng cho những cái dữ kiện này. Cũng cũng những cái dữ kiện là K bằng 10. Nhìn tôi lên mét. Viết phương trình dao động nào. Viết phương trình dao động. Ok chưa? Bây giờ này. Là ta sẽ nhìn vào cái đồ thị nào. Nhìn vào đồ thị nào. Ở đây là F đàn hồi mắc là bằng 3, đúng không? F đàn hồi mắc là bằng 3. Vậy thì 3 sẽ bằng gì? K nhân đổi giãn nào. Khi mà lực đàn hồi đang ở 3 thì nó vẫn đang ở biên âm và nó sẽ giãn bao nhiêu? Giãn bao nhiêu kèo? Đây. Ta sẽ lấy cái đoạn delta L này, delta L từ đây này đây, cộng thêm A nữa, đúng không? A cộng với delta L nha. Tiếp theo, lực đàn hồi min đúng không? Là bằng 1 bằng K nhân với gì đây? Nó giãn từng này, nó giãn từng này thì ta lấy delta L trừ đi A là xong. Delta L trừ đi A là xong. Đó, trong khi đó K là bằng 10 rồi, đúng không? Vậy ta suy ra được A cộng với delta L là bằng, và delta L trừ A là bằng. Đó, lấy 3 chia 10 là 0,3. 0,3 nhân 100 là 30 cm. Cái này là bằng 1 chia 10 là 0,1. 0,1 nhân 100 là 110 cm. Được chưa? Vậy, các em bấm máy mạch mới tính được là A cho ông mấy nhỉ? 10. Và delta L là bằng 20. Đúng không? Delta L sẽ bằng 20 nha. Đó, thì nhìn đây em biết được này. Thực ra không cần dùng công thức này tao cũng biết được A gấp đôi delta L nhá. Nhưng vào đây là tao cũng biết được là A gấp đôi delta L luôn. À quên đấy, delta L gấp đôi A luôn, được chưa? Sorry em, anh nói nhầm. Delta L thì A gấp đôi A. Nhìn vào đây là biết luôn. Nó vừa chuẩn luôn, vừa chuẩn luôn. Được chưa? Vừa chuẩn luôn. Vậy thì cái phương trình của nó là gì? Phương trình của nó là đầu tiên là A là x bằng 10 rồi, A bằng 10 rồi. Thế omega bằng bao nhiêu? Omega bằng căn của G chỉ cho delta L. Đúng chưa các em? Vậy lấy G bằng 10 đi, chia 0,2 nào, căn answer ra. Là bằng 5 căn 2. Đó, 5 căn 2. Và phá đầu của nó là bao nhiêu? Nào, phá đầu của nó là đang ở biên âm. Vật đang ở biên âm. Đúng không? Vật đang ở biên âm. Nha. Anh sẽ về kiểm chứng cho em luôn này, nếu muốn tin này, được chưa? Đấy là delta L lớn hơn A, như vậy A đây này. Và đây là âm A này. Khi mà nó ở biên âm. Đúng chưa? Là lực đàn hồi nó cùng chiều với trục OX nên là lực đàn hồi dương, chuẩn nhá. Và cái độ giãn của nó là lớn nhất nên là lực đàn hồi chỗ này là mắc này. Còn ông nào mà bảo đây là biên dương là sai lầm hoàn toàn đấy nhá. F đàn hồi nhìn vào đây, giờ ông nhìn vào đây lực đàn hồi dương này. Đúng không? Đúng không? Đi vào đây tưởng là nếu mà che cái trục này đi là ta nghĩ là đây là biên dương. Được chưa? Sai lầm hoàn toàn, sai 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 sai, quá sai, được chưa? Quá sai. Nha. Vậy thì ở đây phá ban đầu sẽ là pi. Vậy thì phương trình của ta là x bằng 10 cos của 5 căn 2 t cộng với pi cm. Nhá. Được chưa? Xong. Sang video 4. Nào, sang video 4. Video 4 nào. Trường hợp này thì các em nhìn xem, trường hợp này lực đàn hồi vẫn hướng lên. Đúng chưa? Lực đàn hồi vẫn hướng lên bởi vì cái lực đàn hồi cái đồ thị đang vẫn lơ lửng ở trên cao, được chưa? Vẫn lơ lửng ở trên cao. Vẫn lơ lửng ở trên cao, lực đàn hồi hướng lên nha. Lực đàn hồi hướng lên thì delta L lúc này là dương, được chưa? Delta L đây là dương nha. Em vẽ viết bút đỏ đi cho nó khác bọt. Đây là vị trí tự nhiên, được chưa? Đó, đây là vị trí cân bằng này, xem nào, vị trí cân bằng ở đâu? Vị trí cân bằng là nó phải chia cái cục này này thành hai phần, mà đây là 1 2 3 4
6 phần. Như vậy là cửa đôi là nó đấy này. Đây là vị trí cân bằng này mày. Ở ngay vị trí em đang hồi bằng 2 ấy, chưa? Rồi ở đây ok, như vậy đây là biến dương A đúng không? Bởi vì ở gần với delta L dương. Đây là biến âm. Vậy ngay từ vị trí ban đầu là vật đang ở biến âm. Được chưa? Nhìn phải là biết nha. Rồi giả sử cho cá bằng 10 đi kèm. Cho cá bằng 10 Newton nên mình viết phương trình dao động nhá. Nào. Nhìn vào đây thì lực đàn hồi bằng 5. Nó chính là cá nhá, đồ giãn của lò xo. Thì ở đây là nó giãn bao nhiêu nhỉ? Nó giãn là từ đây để đấy này, từ đây này đấy này, được chưa? Tức là A cộng với delta L, A cộng với delta L. A cộng delta L. Đúng không? Đúng chưa? Rồi, ok. Ở đây nhìn vào điểm thấp nhất này, đúng không? Thì lực đàn hồi bằng 1, độ lớn bằng 1. Nó là K nhân với độ giãn của nó. Nào, khi mà vật đang ở đây, khi mà vật đang ở đây nhá, là nó đang ở biến dương. Thì nó giãn bao nhiêu? Giãn một đoạn này. Ta sẽ lấy A trừ đi delta L là xong. Rồi ok, như vậy suy ra A cộng delta L bằng 5 chia 10 là 0,5. 0,5 nhân 100 là 50. Đúng nhỉ? Rồi, chắc là đúng đấy. A cộng delta L là 5 0,1. Không, à 0,5, 0,5 nhân 100 đúng rồi. Được chưa? 1 chia 5 à 1 chia 10 là 0,1. 0,1 nhân 10 được 0,1 nhân 100 được 10. A trừ delta L là bằng 10. Được chưa? Vậy thì cái chỗ này là A sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? A sẽ bằng 40, delta L bằng à nhầm. A bằng 30, 30 20. À đúng rồi, A bằng 30. Delta L bằng 20. 30 trừ 20 được 10, 30 cộng 20 được 50. Chuẩn rồi. Ok. Vậy từ đây kèm suy ra được omega. Omega chính là căn của G chia delta L. Nha, G chia delta L. Ở đây là 10 chia 0,2. Căn ăn sơ là 5 căn 2, vẫn là 5 căn 2. Rồi, radian lên giây. Rồi, ok. Phá ban đầu của nó nào? Phá ban đầu của nó là ở biến âm rồi, đúng không? Như vậy, lý đồ của nó là x bằng 30 cos của 5 căn 2 t cộng với pi hoặc là trừ pi đều được, được chưa? Cm. Xong. Rồi. Tiếp theo. Ví dụ 4, được chưa? Đơn giản không? Quá đơn giản, đúng không? Quá đơn giản luôn. Quá đơn giản luôn. Bây giờ nào, đây đại học này, đây này mới khó này, thực sự là đây này khó này. Bây giờ nhìn vào cái đồ thì nào. Khó khó là bởi vì anh về bắt tay. Được chưa? Anh về bắt tay nên nó khó. Bây giờ nhìn đây. Có phải đồ thị này đang đang lôi lên không? Cái phần ở dưới này ít hơn này. Nó đang nổi lên đấy, được chưa? Đây là chim xuống có 4 phân này. Mà nổi lên thì 1 2 3 4 5 6, 6 phân. Được chưa? 6 phân nhá, 6 phân. Chim xuống 4 phân mà nổi lên 6 phân thì tức là lực đàn hồi là phải hướng lên. Được chưa? Hướng lên. À, chiều trục OX là hướng lên, như vậy là O đây. Delta L nằm trên, vẫn là delta L ở đây. Nha. Delta L luôn ở vị trí này. Rồi. Thế vị trí cân bằng ở đâu nào? Toàn bộ cái này là mấy phân? 6 phân dưới này với 4 phân dưới này là 10 phân. 10 phân cơ đôi ra là mỗi bên 5 phân, đúng không? Như vậy là lực vị trí cân bằng ngay đây. Nó khá là sát nhau nhỉ. Rồi. Ok. Và đây chỉ là biên dương. Và đây chỉ là biên âm. Được chưa? Cái vị trí này là vị trí lưng chừng này. Mình chả biết được bằng mấy đâu. Được chưa? Thì đây học là họ chấm cho mình hai cái chấm này là để xác định được là đây là vị trí đặc biệt này. Được chưa? Rồi. Và yêu cầu là tính lực đàn hồi. Đây là yêu cầu tính lực kéo V tại thời điểm là delta T bằng 0,3 giây. Thì các em nhớ này, lực kéo V ấy, để cho độ lớn của nó nhá, tính độ lớn nhá,
D yêu cầu là tính độ lớn, lực kéo V là bằng K nhân với X, được chưa? Đó, thì tóm lại là ta phải tìm K và ta phải tìm X. Tóm lại đề bài này là ta phải tìm K và tìm X. Thế bây giờ viết phương trình của X ra, thay thời điểm T bằng 0,3 vào, T bằng 0,3 vào, thay thời điểm T bằng 0,3 vào là xong nha. Bây giờ ta quan trọng nhất là ta phải viết được cái phương trình của nó, đúng rồi, viết được cái phương trình của nó. Rồi thì bây giờ đầu tiên là ta đi tính, người ta cho trục thời gian để các em tính tế rồi đó, được chưa, tính tế rồi đó. Thì đây vị trí ban đầu ta không dùng được, ta bị dùng vị trí này này, đúng không? Vật đang ở chỗ này là vật đang ở biến gì, biến dương, được chưa? Và đến vị trí này vật đang ở gì, vị trí cân bằng, được chưa, vị trí cân bằng nha. Như vậy này, từ biến dương về biến âm, được chưa, là nó tế cho bốn thôi, từ đây về đấy nữa là tế luôn, được chưa, một chu kỳ luôn. Tiếp theo nó lượn lên đây nữa là từ biến dương về vị trí cân bằng là tế chia 4 nữa. Như vậy này, t cộng với t chia 4 là bằng bao nhiêu? Cái chỗ này là bao nhiêu kém? Đấy là chỗ này này là 0,5 giây rồi, được chưa? 0,5 giây rồi. Vậy thì cái chỗ này là 0,4 giây, được chưa? 0,4 giây. Vậy chỗ này là 0,4. Vậy suy ra chu kỳ bằng 1 cộng 1 phần 4. 1 cộng 1 chia 4. 0,2 0,4 chia answer là từ 1 cộng 11 phần 4 là 1,25. Rồi, 0,4 chia answer ra 0,32 à? Ủa? Sao anh nhớ là từ từ. À, nhầm nhầm. Cái này 0,4. Nhầm nhầm. 0,4 là sai đâu. Đây này, cái chỗ này là 0,4, được chưa? Tính từ bắt đầu là đấy là 0,1. Từ 0,4 đến 0,1 á là chỉ có 0,3 thôi em ạ. Được chưa? 0,3 thôi. Vậy là 1 cộng 1 chia 4 này, 0,3 chia answer này là 0,24. Được chưa? 0,24 giây. Đi thi mà cẩn thận không cũng sai đấy, được chưa? Kể cậu có biết làm, được chưa? Kể cậu có biết làm cũng cũng nguy hiểm lắm. Bởi vì cái việc mà nhầm là không ai tránh khỏi được. Chỉ có là sai kiến thức thì mới nói thôi. Sai kiến thức mới nói chứ còn nhầm thì ai nhầm. Ok nhá, bây giờ tiếp này. Chu kỳ bằng 0,24 kéo suy ra omega. Omega bằng 2π chia cho 0,24. 2 chia 0,24 là bằng 25π phần 3. Mà omega ấy, được chưa? Bằng cắn của G chia cho delta L, được chưa? Vậy suy ra delta L bằng 25π phần 3. Bình phương lên. Rồi, 10 chia answer ra. Nhân 100 lên. Là 1,459 cm. Delta L là 1,459 cm, được chưa? Rồi. Mà các em nhìn này, cái đoạn delta L này là một phân, mà cái biên độ là mấy phân? 1 2 3 4 5, 5 phân. Như vậy là A gấp đôi biên độ. Ta suy ra A luôn. A bằng 5 lần delta L và bằng 1,459 nhân 5 lên. Là bằng 7,295 cm. Được chưa? Rồi, như vậy ta gần xong viết được phương trình của x nha. Bây giờ quan trọng là ta phải tìm được cái vị trí ban đầu của nó, đúng không? Vị trí ban đầu của nó. Thế vị trí ban đầu của nó là tính như nào? Bây giờ phải nhìn vào đây, cái vị trí là vị trí đặc biệt này. Lúc mà nó đang ở thời điểm 0,1, nó đang ở biên dương, được chưa? Thì mình muốn biết được cái vị trí này, mình đi dịch lùi lại, đi lùi lại nhá. Đây anh sẽ vẽ vòng tròn lường giác này. Để mà làm được cái này là phải vẽ vòng tròn lường giác này. Đây. Đây có phải là thời điểm ban đầu không? Vật đang ở biên dương đúng không? Rồi. Đó. Thế đi lùi lại là đi như nào? Đi xuôi theo thời gian là đi ngược chiều kim đồng hồ. Được chưa? Thế đi lùi lại thời gian để mà biết được nó là bao nhiêu vị trí bao nhiêu thì đi ngược quá khứ ấy, được chưa? Thì nó phải đi ngược lại. Được chưa các em? Vậy thì cái thời điểm ban đầu nào? Nào. Từ vị trí này, vị trí ban đầu này đến vị trí biên dương này là nó quét được bao nhiêu góc, được chưa? Đó, nó mất 0,1 giây, mà 0,1 giây này chỉ là bao nhiêu chu kỳ nào? Lấy 0,1 chia 0,24. 0,1 chia 0,24 này là 5 t chia 12.
5T92 là bao nhiêu độ? 1T là 360 độ nhá. 5 chia 12 nhân 360 độ. Rồi, là 150 độ à? Đúng không thầy? Rồi nhá, 150 độ đúng không? Ừ. Từ 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 từ. Từ đây đến đây là 0,1 giây này. 0,1 giây chia cho 24. Bấm lại một tí nào. 5 tên 12 nhân 360. Rồi, ok, 150 đô à. 150 đô là nó sẽ quét ngược trở lại 150 đúng không? Đấy. À mà cần gì nhỉ? Ta đang cần tìm vị trí của vị trí x tại thời điểm t bằng 3 mà. Thế chả cần phải viết phương trình em ạ. Dạ, không cần phải viết phương trình. Đây, nhìn này. Tính từ thời điểm này này, ta đang cần thời điểm vị trí 0,3. Được chưa? Đây là 0,3. Thì các em tính từ 0,1 này viết lên, không cần viết phương trình dao động đâu. Được chưa? Anh quên mất. Tưởng nó là viết phương trình dao động rồi. Không cần phải viết phương trình dao động đâu. Quét từ 0,1 quét sang vị trí 0,3 luôn đi, được chưa? Thế 0,1 đã đang ở biên dương này, được chưa? 0,1 đã đang ở biên dương này. Rồi, thế nó quét được từ đây đến đây mất 0,3 giây. 0,3 giây là bao nhiêu chu kỳ? 0,3 giây là bằng lấy 0,3 này. 0,3 này chia cho chị cha sắp hết dung lượng bộ nhớ rồi. Anh phải livestream nhanh thôi. 0,3 này chia cho 0,24. Rồi, là 5T chia 4. 5T chia 4 nhân 360. Đấy. À nhầm, từ 0,1 đến cái này là 0,2 thôi. Còn chưa 0,24 là 5T chia 6. 5T chia 6 nhân 360 là 300 độ. Đó, 300 độ nhá. Rồi, bây giờ nó đi đi đến đây này, đúng không? Nó đi đến đây này. Thế nó quét 300 độ. Được chưa? 300 độ. Thì nó quẹt đến đây. Đúng không? Nó quẹt đến đây. Và đủ 300 độ này. Thì nó chưa lại đây 60 độ. Được chưa? 60 độ là vị trí gì? Vị trí A chia 2 là ở đây là A chia 2. Đúng không? Rồi, ok nhá. Thế ta còn thiếu chữ K nữa là xong đúng không em? Đấy, ta còn thiếu K nữa là xong. Thế K tính kiểu gì? Rất là đơn giản kém ạ. Rất là đơn giản thôi. Bởi vì lực đàn hồi mắc của ta ấy là bằng mấy? Ở đấy này. Đấy là 4, đấy 5 thì đấy 6, lực đàn hồi bằng 6 bằng K nhân với delta L đúng không? Nó giãn chỗ này này, được chưa? Đây là delta L cộng với A. Vậy thì delta L cộng A ta biết rồi đấy. Đúng chưa? 1,459 này, 1,459 này cộng với 7,295. Rồi. Đổi ra mét nhá, chia 100 lấy 6 chia answer. Là suy ra K của anh là bằng 68,54 Newton trên mét. Vậy suy ra lực kéo về được chưa? Chính bằng 68,4 nhân với cái lý đồ của nó là vị trí A chia 2. Vị trí A chia 2 tức là 7,29 7,295 chia 2 ra bằng bao nhiêu? À, cái này phải đổi ra cm nữa, chia 100 đi. Ăn theo cá là phải tính ra mét. Nhân 100 lên. À nhầm, chia 100. Chia 100. Là 2,5 Newton. Được chưa? Xong nha. Rồi, hết bộ nhớ rồi. Tắt đây.